Nhìn cây việt quất mình á, sau khi nó trổ bông giờ nó đậu trái nè mọi người, thì trái của nó nhiều lắm luôn á mọi người, đừng có nên để như thế này nha, cái trái nó không có lớn đâu mọi người nè, quá trời luôn. Mình thấy những cái trái nào mà nó tròn tròn vậy nè mọi người, úi là mình để lại nha, là nó đậu trái nè. Còn những trái mà giống như nó lép lép gì nè mọi người, đó, mình phải lật nó đi nha, để mình lật bớt nha. Thì cái nhánh này nó chỉ có một trái tròn tròn này, nó ú còn như rồi nó lép lép nè, mình lật bỏ hết nha mọi người, trừ lại cái trái ú thôi, giống như là nó đã đậu rồi đó, đừng có để nhiều quá nó không có bự nha mọi người. Thì mình đang lật á, quá trời luôn, biết lật tới chừng nào mới hết luôn mọi người nè. Mình đụng đụng là nó cũng gớt nên những cái trái này, để mình lật nhanh mới được. Những trái mà nó lép lép thì là mình lật bỏ nha. Như cái nhánh này nè mọi người thấy không, có một hai trái à, nó đậu à, coi như nó lép lép luôn nè. Bữa nay trời âm u quá, mình quay nó hơi bị tối mọi người, cho lọc những trái lát này nha. Lọc bỏ bớt nha. Thì sau khi mình lọc bỏ bớt á, chỉ còn có lê dơ và trái nè mọi người ơi, chứ để mà nhiều quá nó không có bự nổi nha, nó còn có thấy có mấy trái nè.